đi mua đồ Tết nha bà con nha, mua đồ bộ cho bà ngoại với bà Quỳnh. Đây thiên đường shop bà Quỳnh. Áo dài kéo dài như vậy. Lửa hai. Đồ số ba. Rồi ơi cục vàng. Cục vàng. Cục vàng. Mê vô hạ hồ lửa nha. Đồ bộ ê áo dài nè. Ê ba kiếm áo dài nha. Trời có đó đâu quên. Để ba lựa đồ bộ nha. Áo dài mua cho Nhi bộ đi Quỳnh. Ba mua cho con một bộ nha. Con thích áo dài này không? Im lặng. Dễ sợ chị ba lắm. Ủa chị hai đâu anh? Ngọc Nhi ơi, Nhi có chồng hoài. Có. Đi vô lựa, đi. Có chưa hoài, có chưa? Ủa Nhi lựa đầu nè cho hoài Nhi. Mua đồ đi ăn Tết đi, mặc đồ thì gớm quá. Nhi là đồ này đẹp nè. Rồi đẹp quá vậy. Ừ. Okay. Nhi đồ này hả Nhi? Mấy màu này đi chị yêu ơi chứ. Đó. Rồi Tết mặc cho nó nổi đi. Cà phê ai uống? Mấy cái mẹ á. Không không. Nhất bầu nào? Em đang nghĩ. Đúng rồi. Nhi ơi ra đây con ơi, Nhi ơi. Nhi ơi cẩn thận nha con. Con mắt rồi ba khóc liền á. Rồi đi ba ra chị hai cho. Chị hai lựa gì á? À lựa bắp ít nè. Ok. Rồi. Đẹp quá người ta. Con lấy cái nào? Lấy nào rẻ thôi nha. Lấy nào rẻ thôi, ba không có tiền. Ba ơi, sao không mất rồi? Con lấy cái nào? Nè. Con hỏi cô nhiêu tiền. Ngọc, Ngọc thích cái nào? Ngọc ra đây lựa nè nè. Ê kìa, dép em đâu, không có dép em. Không, nó mất dép rồi. Gì? Mất dép rồi. Thôi em lên đạt, không có cho em đứng. Con thích cái nào? Ngọc thích cái nào vậy? Ngọc thích cái nào ta? Trời ơi, cục vàng của ba không á. Đi ba đi sắm mua đồ Tết chưa? Mai mùng 1 Tết rồi. Thích cái nào ta? Mua gì ạ? Ok. Mày lựa đi, cho mày cho mặt ké. Lựa mấy màu sáng sáng rồi, mấy màu ké được. Mấy màu này đẹp nữa bác. Dạ, để mày bè lựa, bè lựa. Đây mặc đồ của mẹ không ạ? Màu xanh xanh á. Nhi, Nhi đâu không? Nhi ơi, vô đây. Nhi, bộ này đẹp không? Bộ ngoại mặc này đẹp không? Ở nhà có chưa bà ngoại? Chưa. Có chưa? Ở nhà quả chưa có. Lấy đi nè. Ngọc lấy nào? Có tiền mà mua. Hai đứa có tiền mà mua. Không ngoại đồ mà ngoại nhiều lắm. Lấy đồ ngoại mặc có nhiều lắm. Ủa mua 20 bộ rồi đó, giờ mua nữa. Em đem về em còn để dành nữa, em sợ hết được lắm nè. Rồi, được rồi. Quá trời rồi. Nè, con mới đẹp nè. Nhiều bộ ngoại. Có 200 ngàn, ngoại con xịn nữa, không có rút. Có 200 ngàn. Đồ bộ ngoại có 200 ngàn. 200 ngàn thôi. Bớt luôn Quỳnh. Chị bớt đi. Ngọc không? Chị bớt đi. Ngọc ơi. Ngọc ơi. Có chú Đạt ngoài đó phải không con? Chú Đạt ẩm phải không em? Rồi. Ủa, nó nắm tay chặt vậy nè. Đúng không?
con nào đó, mấy bộ đồ đỏ lên đi chấm đi chùa đừng mặc đồ bộ nha chấm đâu nè chưa cái đó chưa có luôn đó này màu đỏ đô chưa có mấy ngày vậy ạ rồi á, quen đi. Anh dễ thương rồi. Anh dễ thương không ạ? Cũng được. Anh nhìn y chang như bây giờ là y chang anh đang hồi lúc cua em luôn á, cái kiểu tóc á. Nhưng mà cái chân mày hơi đậm nha. Ủa y xì luôn á, y xì hồi đó luôn mà. Cái tóc á. Mặc đồ hơn, mặc đồ. Mặc đồ hả? Già quá. Dạ. Ây da, nó ngắt em sao quá. Này nhỏ kêu kêu chú hả? Tức ghê. Chú bỏ chân xuống chú. Chú bỏ chân xuống chú, bỏ chân lên chú. Ừ. Rồi nó quẹo rồi, nó quẹo rồi. Ây da, nó ngắt em là đau quá. Em nè. Đau mẹ quá. Trời ơi. Đồ bộ là muôn thở à. Mặc đồ bộ sướng. Đầm đồ. Ừ, đầm của ngoại nè. Dạ em cắt liền cho 2 phút em cắt luôn nha. Vậy, em cắt liền, vô đạp liền nè. Mình với mọi người đi. Tươi lắm hả? Ừ. Để đi lựa đồ chứ anh. Lựa đồ đúng rồi. Chúc mừng năm mới mấy chị nha. Bye bye mấy chị, cảm ơn mấy chị. Mấy chị nhớ ủng hộ YouTube. À, ấy dạ, ấy dạ. Nó nhéo em hả? Nhéo. Này nó bị ngắt rồi. Ui, giờ mày nhéo mẹ vậy hả? Bắt nhỏ đi ngoài đường không mà. Chơi cái đó là mãi à. Bye bye, bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gái dữ hoài ông nội. Đẹp không? Dễ cưng mà. Đẹp không mà đẹp không? Đẹp quá trời đẹp luôn. Thương quá trời luôn. Dữ nha. Vàng đó, lì nhất nhà đó ông nội. Chút xíu nữa là ăn kem với bong bóng, với bóng. Kem chưa? Đâu ông nội thả nó xuống ra đi bộ coi. Vô già dép. Giúp chưa? Bộ bóng con đâu? Chị hai vui không? Được ghê cũng ngon ghê khách không đâu hả hồi nào mới làm hay là mới mua lại đó hả không đồ bông mới á gái lắm á ông nội nha được vàng đó nha Ngọc đừng ngậm tay con. Đừng có nút tay dơ. Dơ Ngọc ơi. Bỏ nè. Đây dài dài chút xíu lại là nó chạy ra ngang. Ra đây. Đi, ra mua đồ chơi. Bỏ tay ra đi. Đi nè con. Tay vô. Ở đây chị hai chị ba dữ gì đẹp dữ quỵt không chạy ra đường nha bác bán đồ của ba nha chơi gì ạ gái mà chơi gì đâu không ôi chị ba đẹp gái ơi chị ba ơi thương lắm á nha cô chú nha
đi, là ông nội bầu con đi, đi chang nội à. Đẹp gái quá. Hô. Dạ ba đi con, dạ ba đi. Dạ ba. Dạ ba đi. Khách quá trời rồi, khách quá trời rồi. Khách quá trời rồi. Quá trời khách rồi, quá khách rồi. Thôi anh ra bà bán phụ nha. À, chìa khóa xe của anh rồi. Có xe rồi. Khách tới, khách tới, khách tới. Bán rồi, bán rồi. Quỳnh ơi, khách của Quỳnh ơi. Đi vô đây với ba đi em. Đi em. Vô đây, vô đây. Đi. Ê, đi đâu vậy? Đâu đẹp gái vậy? Bye bye mọi người, có máy bay mọi người nè. Bye bye, bye bye mọi người, bye cô chú. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah yeah yeah.